tuổi trẻ mua vẻ huy hoàng, à, còn tuổi già thì muốn gần cháu mà cháu tối ngày smartphone cứ la lên làm cho ông muốn hết hồn. Muốn gần cháu mà cháu cứ cháy đam mê, rồi bỏ bê ông bà mãi qua xa con. Có điều qua Aquino nhân xong thấy ngài mát lành, có thêm tấm lòng cứ mưa khí thêm mát lành. Có điều qua Aquino khỏi lo phải thêm tốn điện, giá mềm máy bền hậu mãi đứng nghe cộng đồng. Aquino huy hoàng của tuổi già là sum vầy bên con cháu.